giao dịch thành công rồi anh. Con si bay rồi à? Mua ra đây mua tội gì mua đằng kia đã bao nhiêu tiền này? Này à? 2,5 quê à? Quê mà mua thì bình thường không qua má anh thôi em có phải không mình thế anh em đang ấy không bàn bạc cứ tư duy đi anh em bàn bạc cho xem đây toàn cho anh em mà có gì đâu dũng chơi cùng cái sở thích đam mê mỗi người sở tí ở xa ô anh à. Anh mua đi. Anh để anh nhường cho em nhường cho anh này. Quê, hốt chậu đấy. Ra, hốt chậu. Không vui, con này nhiều ý tưởng lắm. Ý nào cũng đẹp. Đấy, treo luôn đổ xuống nhìn về. C à? C. À hay đấy. C. Vừa mới cắt à? Vừa cắt này. Quá cổ nhỉ. Bác đang thích à? Hay đấy. C giờ chuộng lắm. C chuộng. Chơi thì cái gì là chuộng? Si đỏ. Quan trọng là đúng gu, đúng gu. Đúng rồi. Gu nào đâu mới chơi. Nhưng mà mấy tháng ở lại đây người ta thích si nhiều thế. Cái này là gì đấy? Đấy xanh này. Gì nhưng mà gì? Xanh trong tiền đấy. Si. Đẹp không? Là con siêu kìa. Là con siêu quá hay. Dễ không trắng á. Vâng. Anh đang nổ nhiều lại nhổ ra. Mua người ta thì trả số hơi lấy chậu gì anh. Thì đem vào đang nổ rồi. Rồi cho túi bóng này thì càng ở về chỉ đặt vào chậu là xong cho đất vào luôn luôn nó cắt triệt để hết rồi tha cái chậu xi măng về cũng mất mặt đúng rồi xanh xi các cụ toàn để chậu xi măng nặng lắm hồng à không hồng bò ghê nhỉ vườn chưa rất nhiều kìa. Đâu bảo làm thất cổ. Là lấy phương tiện ngay đây là đỡ đây này. Xong đục cái này đi. Đục bỏ cái này đi xong rồi nó gập cái này xuống này. Ừ, treo đúng không? Đây treo nhỉ. Treo đúng không? Treo đổ. Làm thất cổ. Treo đổ. Đấy. Nghệ thuật đấy. Chúng ta chỉ trồng cái này thôi. Trồng cây này thì làm được nhiều kiểu. Làm cái siêu cũng được. Làm cái siêu tí cũng được. Cái này vẫn giữ được cái này, bỏ cái này. Cây, điệu cây. Điệu cây. Cái này có khả năng mình dùng bỏ đi đấy, lần này thôi. Không cần phải lên cao quá. Cái này coi như là cái đuôi đằng sau thôi. Con này đầu này. Phun mầm ra mai phun mầm phun dễ ra mai đẹp sạch sẽ
hay đấy, không cối rắm gì cả, rất thích, bệ đều. Hay đấy. À thế à? Vâng. Nhiều tác phẩm quá. Đây à, cái giấy của chú à? Cái giấy này này. Nè. À. Tiếc quá không có bệ. Tiếc quá không có bệ. Em nhiều đi ghê đấy. À. Giấy tím. 7 triệu. To đấy, hôm nào nhà có sân có to không? Đúng rồi, quả tiếc, con lành rồi, tán tiếc con lành rồi. Cái quả mini con ga này, ga bút đỏ, ga bút đỏ. Là búp đỏ khỏe lắm em. Em kể cả có đẹp mấy em cắt. Cần thăng à, cần thăng này. Nói chung là hàng là của bố này, bố ăn rẻ rồi mua được. Sao? Còn giấy nữa. Giấy tím. Bán được mấy cây rồi bố? Bán được 4 cây. À thế là ngon rồi. Gần 2 triệu rồi. Ngon rồi. Đây anh ạ. Ba bút đỏ. Ba bút đỏ. Nhưng cùng có cái si với cây Nam Điền phôi hay quá. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Tí quay lại nói chuyện bố nhá. À, tí đầy tí không sao. Nắng nôi tí không sao. To to này là không quất được. To không quất được. Này là bình dân học vụ. Điệt. Nắng vỡ mặt. Điền đẹp đó. Đang đẹp đấy. Đẹp đấy. Của anh à? Bao tiền đấy? 30 cần của anh. Ung thư giai đoạn cuối. Quay hơi muộn đấy. Vâng. Dấu ấn thời gian. Nay có vẻ là hết sớm nhỉ. Dấu ấn thời gian à? tưởng là ung thư giai đoạn cuối.
Vâng, chào các bác. Làm thêm tí chỗ này anh ơi. Hả? Làm thêm tí chỗ này đấy. Hả? Làm thêm tí chỗ này. Nắng lắm. Tỉnh quê. Điền. Quê. Sau huynh định làm như nào? Cái này định làm như nào? Ngọn đây à? Dấu ấn thời gian. Ngọn đây. Chung là cốt cốt cán đấy. Cốp cá. Bao tiền thôi anh? Hay đấy. Để gặp nhau đến nơi rồi. Bút thì bút luôn. Rồi. Hải Châu nghệ thuật đấy. Này có đôi cái quả đỏ đỏ nữa thì quay cái quay mệt lắm. Mệt thôi. Hải Châu. Này, bao nhiêu lốt? Một bác không thích em quay. Đấy, đi đây cả. Đi về đi chú bỏ con đồng bơm bà hết rồi. Biết đâu mình mua thì sao? Bác này sẽ là rốt rồi. May có người đuổi bỏ mệt các bác. Không cho em quay. Thế thì chịu rồi. Chắc phải chờ mình mua thì mới thân thiện được. Đấy các bác đi nắng vỡ mặt thì quay phim này bác xem mà chửi. Người ta có chịu, một số người ta có chịu, người ta biết rồi không nói, mới biết mình có chịu. Tạm dừng để sang chỗ khác các bạn.